Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 25 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công an tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử, xác thực điện tử. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của tỉnh giảm 0,63% so với năm 2021. Người dân đón Giáng sinh trong không khí vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Năm 2022, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, an ninh quốc gia được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần quan trọng trong phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và phòng chống dịch của địa phương. Các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022 cơ bản được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội về trật tự xã hội vượt trên 10%, khởi tố số vụ phạm tội về ma túy vượt trên 21%, khởi tố số vụ phạm tội về tham nhũng tiêu cực vượt 600%. Số mô hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, được nhân rộng vượt 100% chỉ tiêu. Tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022 có 1.249 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, xây dựng người chiến sĩ công an Hưng Yên mẫu mực vì nhân dân phục vụ với phương châm 3 nâng, 3 giảm, 3 không, 3 chủ động. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cho công tác thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2023 một cách sâu rộng trong toàn lực lượng, tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn, không để tội phạm vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Lực lượng công an tỉnh phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình liên quan trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia để kịp thời tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội, tham nhũng tiêu cực, hoạt động tín dụng đen, rồi kể cả các loại tội phạm liên quan đến bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với triển khai quyết liệt gắn chip điện tử, các tiện ích của đề án số 06 của Chính phủ để phục vụ cho công tác quản lý xã hội, phòng chống tội phạm. Báo cáo các đồng chí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của chúng ta để giữ cho sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đấy là công tác phòng chống cháy nổ. Ban thường vụ cũng đã có một chỉ thị về nội dung này, nhờ đề nghị các đồng chí rất quan tâm, quán triệt, chỉ đạo triển khai đồng bộ chỉ thị về công tác phòng chống cháy nổ, bởi vì là cái nguy cơ về cháy nổ là rất lớn, đặc biệt ở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong khu dân cư, ở khu nhà cao tầng. Tại hội nghị, Công an tỉnh công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Ân Thi cùng 11 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng nóng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi vào ngày 21 tháng 12.
Sáng nay, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 của tỉnh. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Năm 2022, công tác chuyển đổi số của cả nước nói chung và triển khai thực hiện đề án 06 nói riêng đã được nhiều kết quả tích cực. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức. Đến nay, hệ thống đã thu nhận trên 18 triệu 800 nghìn hồ sơ tài khoản định danh điện tử, cấp trên 76 triệu 500 nghìn căn cước công dân gắn chip. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 47 bộ ngành địa phương, phục vụ tốt cho yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin. Tại tỉnh Hưng Yên, đến nay đã cấp trên 1 triệu căn cước công dân gắn chip, thu nhận trên 175.300 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, cơ bản hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư. Tỉnh đã xây dựng 6 hệ thống thông tin dùng chung, cung cấp 1.859 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.240 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Chuyển đổi số đạt kết quả toàn diện trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại hội nghị ở điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới là tập trung rà soát thủ tục hành chính, đủ điều kiện cung cấp mức độ 4 ở tất cả các cơ quan đơn vị, đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử trong gửi nhận lưu trữ, đảm bảo đầy đủ 6 trạng thái ký số theo quy định, quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu, triển khai các cơ sở dữ liệu dùng chung, chú trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 12 tới đây, người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận cư trú hoặc ứng dụng VNEID để thay thế trong các giao dịch hành chính. Tại thời điểm này, việc cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 cho công dân đang được đẩy nhanh. Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh là một trong những địa điểm làm căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Thời điểm này, cán bộ làm nhiệm vụ đang chạy đua với thời gian để thực hiện nhiệm vụ, bởi từ ngày 31 tháng 12, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy hết hiệu lực. Người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip, giấy xác nhận cư trú hoặc ứng dụng VNEID để thay thế trong các giao dịch hành chính. Số lượng người dân cũng như cán bộ công chức viên chức đến thực hiện cái việc đăng ký xác thực định danh điện tử cấp độ 2 tại trung tâm đã tăng gấp 2 gấp 3 lần so với những ngày thông thường trước đó. Trung bình một ngày thì tại trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt công dân đến đăng ký xác thực định danh điện tử cấp độ 2. Theo quy định, người có căn cước công dân gắn chip đều có thể tích hợp mã định danh điện tử, qua đó giúp tiết kiệm được thời gian chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Đặc biệt, không ai có thể mạo danh cá nhân, tổ chức trong thực hiện các giao dịch do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Bộ Công an quản lý. Với những lợi ích đó, chủ trương này nhận được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Hôm nay mình tích hợp giấy tờ như là giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử. Mình không phải mang nhiều giấy tờ cho có thể xử lý tất cả các thủ tục hành chính. Rất thuận tiện như vậy. Quá trình làm thủ tục thì các đồng chí công an giải quyết cho mình rất là nhanh. Chỉ khai thông tin một lần nhưng thực hiện được nhiều các dịch vụ công đảm bảo chính xác, thống nhất một thông tin. Thông tin công dân sẽ được tự điền vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải điền thông tin nhiều lần, tiết kiệm được cái chi phí khi không phải sao gửi tài liệu giấy tờ để công chứng, nộp và nhận kết quả thực hiện các thủ tục hành chính đó bất kể trong cái thời gian nào mà tại nhà cũng thực hiện được. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có hơn 1,1 triệu người được cấp căn cước công dân, hơn 170.000 tài khoản được cấp mã định danh điện tử. Công dân có thể tới công an cấp huyện tại nơi đăng ký thường trú hoặc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện thủ tục.
Tối ngày 24 tháng 12, cùng với đồng bào công giáo của cả nước, người dân Hưng Yên đã chào đón Giáng sinh 2022 trong không khí vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Đêm về, ánh điện đèn nhấp nháy bừng sáng các con tuyến đường, không chỉ tại các nhà thờ lớn như nhà thờ thành phố Hưng Yên, nhà thờ Bầu mà ngay cả tại những họ đạo nhỏ cũng lung linh, rực rỡ sắc màu. 7 giờ tối, dòng người đổ về các nhà thờ cùng thưởng thức chương trình hoan ca mừng Chúa Giáng sinh, ngắm cảnh hoặc lưu giữ những bức ảnh đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà thờ Bầu, giáo xứ Tiên Chu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Bà con giáo dân ở đây cho biết không khí lễ Giáng sinh đã tràn ngập từ vài ngày trước rồi, bởi đây là lễ Giáng sinh đầu tiên sau 2 năm trầm lắng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Một không gian tràn đầy ánh sáng, âm thanh cùng với tiếng nói tiếng cười đã làm nên một lễ Giáng sinh vui tươi nhưng cũng đầy ấm cúng. Không chỉ đến nhà thờ, nhiều người chọn đi ăn, cà phê, xuống phố tận hưởng không khí mùa lễ hội cùng bạn bè. Dù ở đâu thì Giáng sinh cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tôn giáo, cùng ước nguyện về một năm mới tốt lành, nồng ấm, yên vui hoặc đơn giản chỉ là để tận hưởng không khí của lễ hội. Đây là lần đầu tiên em đánh vai ông già Noel và em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Em cảm thấy không khí rất là vui, sôi động và có những tiết mục diễn ra sôi nổi. Em muốn có một cái Giáng sinh an lành thôi ạ, ấm áp bên người yêu được rồi. Tôn giáo nào khác hay chăng nữa thì cũng rất là mong là mọi sự đều mang đến an lành cho mọi người dân, và đấy là cái rất là phấn khởi, bởi vì được có được một cái không khí, một cái không gian và mọi người được vui vẻ như này. Đối với bà con giáo dân, đêm Giáng sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Những người con làm ăn xa quê sẽ tranh thủ trở về để cùng với gia đình người thân đón Giáng sinh, cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Đối với người công giáo nói chung và tất cả mọi Kitô hữu nói riêng, lễ Giáng sinh là một cái lễ gọi là tình yêu. Thiên Chúa thể hiện tình yêu cho nhân loại để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Mến Chúa và yêu người không phân biệt ai, chia sẻ, tha thứ và đồng cảm với nhau trong cuộc sống. Trong đêm Noel, lượng người đổ ra đường khá đông, nhất là những trục đường chính nơi tập trung nhiều nhà thờ lớn, nên ngành chức năng đã huy động đông đảo lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giữ gìn an ninh trật tự, điều tiết giao thông. Đội cảnh sát giao thông đã huy động 100% quân số tiến hành tuần tra kiểm soát tại các địa điểm diễn ra tổ chức đêm Noel, các tuyến địa bàn trọng điểm, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón lễ Noel an lành. Càng về khuya, không khí Giáng sinh dường như rộn ràng hơn. Mọi người chờ đón tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những bài thánh ca, thánh thót vang lên. Trong tâm khảm, mọi người đều mong muốn mang lại cho nhau những niềm vui, sự may mắn, cùng nhau bước sang một năm mới bình an và hạnh phúc. Những ngày này, hàng ngàn phần quà Tết đong đầy tình cảm từ đất liền đang được cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khẩn trương chuyển đến các nhà giàn JK-1 và quân dân các đảo phía Nam của Tổ quốc. Tại Vùng 2 Hải quân, các cán bộ chiến sĩ đang khẩn trương vận chuyển những chậu quất cảnh, chậu mai vàng cùng các nhu yếu phẩm như tương bần, trà xanh, gạo muối, bánh mứt kẹo là hương vị Tết mà người dân cả nước gửi gắm qua những chuyến tàu tới quân và dân ở các đảo phía Nam và các nhà giàn, nơi địa đầu của Tổ quốc, kịp vui Tết đón xuân Quý Mão 2023. Câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương tổ chức một cái chương trình xuyên biên giới Tết Hải Đảo. Các món quà sẽ được huy động từ các tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp, từ các trường học gửi đến các cán bộ chiến sĩ ở ngoài đảo và các nhà giàn. Năm nay số lượng quà rất là ấn tượng. Món quà đặc trưng nhất của Hưng Yên đó là chính là cây quất và tương bần gửi đến các chiến sĩ. Nó gợi đến là cái ngày Tết đầm ấm giữa gia đình, thấy quất là thấy Tết. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, việc vận chuyển những món quà từ đất liền phải vượt qua muôn vàn sóng gió mới đến được với người lính đảo. Vì vậy, mọi công đoạn từ đóng gói, vận chuyển được các chiến sĩ tiểu đoàn JK-1 thực hiện hết sức cẩn thận và chu đáo. Tàu đã cắt cử các đồng chí có kinh nghiệm nhất để sắp xếp hàng hóa sao cho một cách là khoa học và đảm bảo. Quán triệt đến toàn bộ anh em trên tàu là quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cũng như là quyết tâm đưa được hàng lên nhà giàn và các đảo đến tận tay của các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ ngoài đảo xa. Những chuyến hàng mang theo mùa xuân đang vươn khơi tới biển đảo, đó cũng là tình cảm của quân dân nơi đất liền gửi gắm tới cán bộ chiến sĩ, những người vẫn đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2012-2025. Hiện toàn tỉnh còn trên 7.800 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,93%, giảm 0,62% so với năm 2021. Huyện Văn Giang là địa phương có số hộ nghèo thấp nhất chiếm tỷ lệ 1%, tiếp đó là thị xã Mỹ Hào 1,27%, huyện Ân Thi có số hộ nghèo cao nhất tỉnh chiếm tỷ lệ 3,79%. Theo Ban Chỉ đạo Rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh, toàn bộ quy trình của cuộc tổng rà soát được thực hiện công khai minh bạch, đúng tiến độ theo quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025. Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo là cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế năm 2023, với mục tiêu đảm bảo người nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp để cải thiện điều kiện sống và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước giảm nghèo bền vững. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 203 chỉ đạo các ban an toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tổ chức đợt cao điểm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 ngay từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Đây cũng là dịp mật độ phương tiện lưu thông trên đường cao nhất trong năm. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo sát sao các cơ quan trực thuộc đảm bảo tốt hạ tầng giao thông và xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên tuyến, phát hiện sớm vi phạm và xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Trong đợt cao điểm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, các đơn vị chức năng thực hiện báo cáo tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông trước 13 giờ 30 phút hàng ngày về Ban An toàn Giao thông tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vỏ hộp sữa, lõi giấy vệ sinh, làm gì nhỉ? Vâng, chắc chắn nhiều quý vị sẽ trả lời, bỏ vào thùng rác chứ làm gì? Từ những thứ tưởng chừng bỏ vào thùng rác đó, qua bàn tay sự sáng tạo của một số người lại có thể biến thành những món đồ chơi rất hấp dẫn hoặc trở thành một vật dụng vô cùng hữu ích trong gia đình. Ô tô, robot, hình các con vật, tất cả đều là những đồ chơi được anh Bùi Văn Huy làm ra từ những phế liệu trong nhà như vỏ hộp sữa, bìa các tông, vỏ chai lọ. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, anh lại cùng các con mình chế tạo đồ chơi từ phế liệu mà mấy cha con đã gom lại sau mỗi lần sử dụng. Không chỉ dạy các con mình, anh Huy còn đi hướng dẫn cách làm đồ chơi từ phế liệu cho một số câu lạc bộ cha mẹ. Đồng thời, để có thể hướng dẫn nhiều người, anh còn lập ra website và kênh YouTube Khéo Léo Đôi Tay, chia sẻ rất nhiều clip hướng dẫn chi tiết cụ thể cách làm từng món đồ chơi. Những món đồ chơi từ phế liệu của anh đã được một số kỹ sư của sàn thương mại điện tử Amazon đề nghị đưa lên thành sản phẩm thương mại. Mục đích là muốn chia sẻ đến các bố mẹ, đến các con cùng chơi và cùng làm, cùng tái chế để vừa bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên hơn. Bản thân tôi là cũng gọi là đây là đồ chơi không đồng chứ không phải là đi thương mại hóa. Nên tôi đã từ chối những cái lời đề nghị của các bạn kỹ sư bên Amazon. Sự là cũng rất là thích những cái ý tưởng của Huy. Huy đã đem đến một cái luồng không khí mới cho các bố câu lạc bộ màu xanh. Tất cả các bố sẽ tham gia các cái buổi mà bố Huy hướng dẫn biến những cái đồ mà lẽ ra là bỏ đi rồi thành những cái vật có giá trị. Thế từ đó thì những cái kết nối ở trong gia đình ấy, thì nó cũng chặt chẽ và nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Còn tại gia đình chị Hải Anh, khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang, sau khi uống sữa, thay vì vứt bỏ, vỏ hộp sữa lại được chị cùng một số chị em rửa sạch, tích trữ, chờ mang đóng góp vào dự án tái chế vỏ hộp sữa thành móc phơi quần áo của công ty trách nhiệm hữu hạn Lagom Việt Nam. Tham gia dự án từ những ngày đầu năm 2019, đến nay, nhà chị Hải Anh đã trở thành một trong những trạm thu gom vỏ hộp sữa cho chương trình tại tỉnh Hưng Yên. Vỏ hộp sữa sau khi được thu gom tại các trạm sẽ được vận chuyển tới nhà máy để ép, nghiền, nung luyện và cho ra sản phẩm móc quần áo hoàn thiện. Móc quần áo tái chế từ vỏ hộp sữa khi ra đời có màu sắc, kiểu dáng và độ bền không kém nhiều loại móc tốt có mặt trên thị trường. Đây là chiếc móc tái chế từ vỏ hộp sữa toàn phần đầu tiên trên thế giới. Và các nước ở bên châu Âu bên mình sang như Đức và Bỉ, họ đã đón nhận, họ đã rất là ngạc nhiên đó.
ban đầu cảm thấy là mình cũng rất là ấn tượng và cũng hữu ích. Bên cạnh cái ý nghĩa nhân văn về cái việc là mình sẽ giải quyết những cái sản phẩm mà nó thải ra môi trường. Bình thường cái móc bằng inox thì nó sẽ là ngang thẳng và nhiều khi mình phơi thì mình sẽ bị những cái lốt lằn. Thì ở đây những cái chiếc móc này thì mình thấy là được thiết kế rất là mềm mại. Trong thời gian tới, anh Huy cũng như chị Hải Anh đều mong muốn sẽ có thêm nhiều sản phẩm được ra đời từ rác, được sử dụng hữu ích trong cuộc sống. Bởi đơn giản với họ, rác cũng có vẻ đẹp thân thiện của riêng nó nếu được con người ứng xử đúng.